Chào bạn nha. Hôm nay lên nhà bắt đầu chơi bạn ơi. Hôm nay lên đây chia sẻ cho các bạn mấy cái siêu phẩm luôn nè. Nhà bắt năm với nhà anh hai mình quá trời mấy cái gốc mai to không các bạn. Để mình quay cho các bạn xem nha. Còn dàn dàn mai này giá bạc tỷ. Quá trời gốc nào không thấy. Để mình đảo một vòng phía sau vườn trước các bạn. Lát nữa mình ra trước mình quay mấy cái gốc mai ăn trước sân rất là đẹp luôn. Đây cái gốc này gốc nhỏ vậy vừa. Cái gốc này khoảng hai cái vòng tay của mình chưa giáp nữa. Gốc này chưa sửa. Mới cắt nhánh nè. Gốc này được cái to thôi. Đi ra sau thăm vườn trước bạn ơi, lát nữa lên trước quay mai cho bạn xem. Má để hai trái cho bá rồi đó. Hai trái luôn. Cặp. Đây ruộng có năm mình cũng lên vườn trồng. Mấy năm rồi anh ơi? Năm mấy hả? Mít to hết trơn các bạn ơi. Cho trái rồi. Thấy trái rồi, thấy trái rồi. Ờ, mít nè, mít mới chín các bạn. Lấy hai trái luôn. Quá đã luôn. Ở đây thì còn người ta còn làm ruộng. Trồng năm mấy cho trái rồi. Ngon ghê ta. Cây này ba trái luôn rồi. Mít mà có giá là bán ngon quá trời luôn. Cây này cây chiến cũng cho để ba trái luôn. À, mua cái hầm chuyển không bán. Đây ba trái nữa, để ba trái luôn. Cây nó to để trái nhiều được. Trời cây này để bốn trái luôn. Trái đều đều không là đã không? Quá giờ dùng mít của ông bị hồn mút trái luôn. Giờ lút cái trái luôn rồi. Mít này mà cho trái có giá bán biết nhiêu tiền trời. Quá trời luôn. Đi đi vô đi để nó gãy nè. Cây đủ mà nhau rồi. Mấy chục rồi. Cây này đứng trái cũng quá trời luôn, mới để trái nè. Từ đầu dưới nè à, lên cái mương này hết cái mương này luôn các bạn ơi. Mít không luôn. Hai cũng có trồng sen bông trang Mỹ Hồng nữa nè. Có nào gớt đây không? Rồi lúa kìa. À, trời. Ruộng đây ruộng rồi, chỉ có vườn bắt năm mình, ruộng bắt năm mình lên, đi đầu lên clip làm vườn trước thôi. Tới cây trồng đó hết đó hả? Đâu có, tới bờ canh chảnh á. Cái lúc chảnh á. Còn khúc trên còn làm lúa không? Còn làm ruộng. Cái nhà đó là nhà của Tiếp hả? Tiếp. Quá đã, dùng mít ngon. Trời cây này 2 4 4 trái. Ghê hồ, mít chiến cây còn nhỏ trái. Đây gốc mai nữa các bạn, cũng to nè. Đây gốc nữa các bạn, gốc này cũng ương. Gốc này quá to luôn. Mới nhông trong bầu rồi chưa chưa trồng nữa.
Rồi gốc này cỡ 3 bơm tay à. Gốc này to thôi. Đây gốc các bạn, gốc này thì nó cao, gốc này thì cũng đẹp hơn. Đây một gốc nữa nè. Cái gốc này chưa phải là siêu phẩm. Đây chung là gốc to không bạn. Cái này có gần 3 ôm tay luôn. Bên ngoài vườn này mấy gốc nhỏ này, mấy hình này, gốc này chưa sửa. Bên kia có gốc to các bạn, gốc mới bứng lên. Cây này mới bứng lên chưa sửa tàn. Quá to luôn. Các bạn xem nè. Ba bơm tay không giáp luôn. Còn lại là gốc trang mỹ hồng luôn. Quá trời tàn bự. Mới cắt nhánh nên chưa có bông. Trang mỹ hồng còn hay là gọi là hoa mẫu đơn. Rồi đây sẽ giới thiệu cho các bạn siêu phẩm đây. Bạn thấy không, cái tàn ghê hồn không? Đây là gốc mai tàn. Con đang quay rau bán cho anh hai nè. Bạn thấy gốc không? Cái này là mai tàn dữ dằn luôn. Cái này cũng chưa sửa tàn lên nữa. Bây giờ quá trời gốc rồi. Đây là siêu phẩm thứ hai đây. Hết hồn cái tàn luôn. Tết cho bông cái là nghe dàn hực luôn. Quá trời gốc luôn nè. To như các bạn. À. Đây nữa các bạn. Đây, cây này tàn rộng nè. Mình coi gốc nè. Quá đã không? Bên kia còn em nữa kìa. Kia em góc nhỏ hơn. Lên nhà bắt năm. Bắt năm cho được trái mít các bạn ơi. Khỏe đó hả? Quá, quá ngon luôn, chín cây luôn, thơm phức à. Mà là vừa về giống là đi quỷ đạo cứu chợ là quà tập trung quá. Quá đã luôn.
anh hai mới bẻ vô. Bây giờ đây là bằng lăng các bạn, bằng lăng cá bè Tiền Giang. Giờ mình về cô A ghé với Trinh cái nữa mới về. Chiều đi Bình Dương luôn. Giờ mình đi các bạn.